xin hỏi bạn ta cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho hai đội đang cùng trận đấu với đội khách chiều nay. Thank you.
Sơn và một cú ngã từ đội bóng của Luka. Rồi có bóng một cú xuống bóng đang lên trời. Xin được phép nhắc nhở là có hai bảo vệ, có hai bàn bơ, có hai nhốt hết cho những con tim vô lòng dừng dừng con. Bật thang đặt bóng xuống, đặt bé bóng đi chợt một dọc trong rang tấm. Đội lực tinh hợp được hưởng quả quả phạt của mình. Đội tinh hợp có sự thay đổi người Duy Canh Tê hay Duy Tóc Cậu vào sân thay cho các nét tiêu đông. Đội tinh ba được hưởng quả phạt góc và Mcroy đang đứng trước góc. Và tiếp tục là một quả đá biên giới của bạn. Một pha đá bóng cận thành nhưng nó kết bóng đã đi lên rất cao. Xin nhắc lại là mời mắt hai bảo vệ chúng ta nhốt chim lại. Để nó chắc có hai ơi. Một đồng tác giả rất là hay của Trọng Nhân. Lại tiếp tục là một cú sút từ bên nửa phần sân đội nhà.
bóng tiếp tục bay ra khỏi hàng rào. Chạy không sao bạn? Một pha vào bóng có phần hơi thô của Trần Chiến Thắng. Và đá phạt cho đội lực thứ ba. Tiếp tục là Macro đang đứng trước bóng. Chuột. Thì rất tiếc bóng ra đi, hai đội vượt lại trong sân không đi vào cầu bóng.